Dạ hello cả nhà nha. Dạ hello cả nhà nha. Dạ hello cả nhà nha. Chào mừng cả nhà đã quay lại với kênh Hoài Phong TV nha mấy anh chị. Dạ. Hôm nay là vắng mặt hai tên nha. À, Minh Say thì có công chuyện đột xuất rồi. Còn Hoài Phong thì đi Châu Đốc sắp vàng rồi mấy anh chị. Thì gì vậy? Nói chung là mấy anh chị cũng quen với những cái tình huống của mấy anh em rồi. Thiếu mặt ai thì là lên thớt người đó mấy anh chị. Dạ đúng rồi. Hôm nay thì em cũng có dành một màn cho anh rất là đặc biệt, không kém phần kinh dị dành cho ba báo nha mấy anh chị. Ủa nó đi Châu Đốc rồi sao chơi nó được? Không lẽ nó không về, mình lên nhà nó. Đó giờ chẳng dạng luôn sao chẳng? Chẳng dạng thì để cam tới chẳng dạng. Không, nó lạnh đây. Không, mình có này mấy chị. Thì thấy gì mấy? Trời ơi, cứu tôi ơi, cứu cuộc đời tôi ơi. Cứu cuộc đời ơi, này là chỉ là hình ảnh mang thôi, tính chất minh họa thôi nha mấy anh chị, chứ không có gì hết trơn. Cái này là tấm hình nha, chỉ là một tấm hình mơ rửa, chỉ là tấm hình thôi chứ không có gì hết trơn. Gọi đã gì đâu cử, à tấm hình thôi, không có gì hết trơn mấy anh chị. À, bây giờ mình sẽ tiến hành chơi nút nhà đó hả? Bơm nước vô. Giờ mình bơm nước vô ha. Bơm nước vô. Mình lấy cái hũ màu đỏ trong đó. À, nước cho hồng à. Mà đỏ không đổi. Đỏ đi. Rồi nó không giấy nó gắt chơi sao trời. Mình không động điện sao gắt được. Đó. Đổ vô hết luôn. Đỏ, đỏ chát rồi. Thôi. Cho đỏ. Màu vàng đủ màu vô đi. Màu đỏ nhìn mới ghê. Nó vô nè, cho nó đỏ thêm nè. Đó, đỏ thì thấy chưa? Hủ nữa không? Để màu đen vô thử được không? Thôi. Màu đỏ nữa, lấy thêm hủ màu đỏ nữa. Đó, anh chị ơi. Nó hủ thấy ghê gì trời. Xong. Đỏ thêm không? Đỏ thêm nè. Đỏ gì cũng được rồi. Được rồi. Nói chung là cũng... Mình cũng hơi ớn lên anh chị. Nhưng mà nhỏ quá. Ghê quá. Nhóm mặt nhọn á. Mấy anh em sẽ đi ra nhà của ba báo mấy anh chị. Đúng rồi. Đi. Cái này nghe nói nó đau bụng á. Làm cái nó bón luôn. Khóc luôn. Nhìn thở. Ghê quá. Nói chung là mấy anh em là cũng đã đột nhập thành công nhà của ba báo mấy anh chị. Giờ thì em sẽ từ nhọn nãy giờ rồi cũng lấy đồ trong tủ lạnh ra hết trơn. Lạnh quá trời đồ luôn nhà, bây giờ nhỏ hả, nó chóng bây giờ, không để cũng vô. Quá vậy. Thôi ơi, gửi mấy này cái nóng để tôi ngồi đây lát đi ông nội ơi. Ăn mình lấy chai nước nãy giờ nó hay là thường nó đi đâu vậy, lấy nước uống á. Siro. Cái gì? Siro uống đâu, siro để ngoài đi. Thịt ớn ăn luôn. Đó, giờ để không thét. Tại cái tủ lạnh này nó không có đèn nè, tủ lạnh ta có đèn dữ nữa. Đèn mờ mờ đúng không? Ờ, gỡ ra gì nó thấy đèn gì nè. Rồi, bây giờ mấy em sẽ đặt cam. Đợi không hối giờ thôi mà không biết nó như... Chuyện nào nó về nữa hả? Bao lâu nó về nữa, giờ cứ đặt đi. Rồi giờ nào nó la thì mấy em chạy lại. Let's go. Ăn gì? Mình vô nhà của Hoài Phong, cái nào bào được mình bào cái nè. Ai mà trên đời này mà ở trên mạng này mà tốt vậy không? Gì vậy? Rồi bây giờ mấy em sẽ thấy mình đặt cam nha. Đợi anh la lên cái này vô hút bên này. Vô.
lên trọng. Đổ mồ hôi gì vậy? Nắng quá nhỉ. Mày chắc 35, 36 độ gì đó. 33 hả? 35 độ. Không có điện làm gì đâu. Trời này có cái gì? 3, 4 cột giữ thằng gì trời. Trời này mình có cái gì vậy? Có sinh tố lắm, lúa mạch. Lắc xê ha. Cho sợ đông. Hả? Sợ đông. Sợ sợ thạp đúng rồi, sợ thạp. Thì mà mới gì mà nó đồ khô á, thấy không? Trời nóng này ăn đồ nóng nó nóng nóng lắm. Từ chó nó. Nó mới hay không này mình phải vô mấy cái phòng lạnh, phòng lạnh mình nhậu mới êm. Lô điện có điện không gọi cái gì dữ hả? Ai gọi mày đâu? Không gọi nhảy hai ba cột cũng cố nậu cái nói gì vậy? Cũng nấu gì cái máy hai ba cái đánh đâu vậy? Đánh nhà rồi là cố tưởng thôi điện đi quay gì nhớ mày điện mày nữa mà khỏi đi khỏi đi. Cảm ơn cảm ơn rồi thôi không có gì thôi nha. Rồi rồi cố hậu không dù có gì mà ai mà lấy đồ tầm lưng ở đây cho gì trời. Tôi tủ lạnh tao đóng đồ đã đem ngoài chứ gì. Ngờ lại từ cá bụng gì tầm lum ở đây hết trơn nó cố động. Mệt rồi. Gì không? Sao không? Gì vậy? Cái gì? Gắn hay gắn? Ôi. Gì? 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 Trời ơi, lại tầng với mày làm gì đó ơi? Lại làm gì? Ba bố đậu thùng cái gì trời ơi? Cái này đúng không? Cái này đúng không? Cái này đúng không? Gì vậy? Khủng cái gì trời? Có cái gì đâu? Gắn cái gì? Cái gì vô trong đó nè? Chụp đâu khùng? Ở trong đây nè. Thầy mở lại đi. Có gì đâu? Ở dưới đây nè. Được đã. Ở dưới. Thấy gì đâu? Có rồi. Mà thấy gì đâu? Thấy ghê lắm đây nè khùng. Tao còn có thấy gì đâu khùng mày. Thôi quá rồi. Mày không có thằng này đi cho đốc về hôm qua mắt mày. Nắng nó bị chia. Có thấy gì đâu? Mày không có thấy không? Cái hình gì chưa? Thấy ghê lắm. Mày đưa đi, đưa cho tỉnh lại. Mày coi có thấy đâu? Mày coi vậy? Thấy không? Đâu thấy đâu? Gì ông nội? Rồi mình vô gì, coi. Mình coi lại một lần nữa coi. Ông vô ông coi ông thấy không? Ông vô đây ông chưa vô ông coi mà ông không thấy. Có cái gì đâu? Gì tự nhiên chạm mấy ông nội đi. Qua mắt cái gì? Qua mắt gì? Mình coi lại coi. Coi. Đó. Có gì đâu? Có gì đâu? Càng coi có thấy cái gì đâu? Đây nè, rồi mình đâu đây mình coi nè, có gì đâu nè. Nè, tao đứng đây đứng đâu? Cái gì màu đỏ máu nó chặt cái mặt người ta máu nè. Cái gì màu đỏ máu nó chặt cái mặt người ta máu nè. Cái mặt này không? Khùng cái gì mặt ai vậy? Đi hủ gỗ cái gì á? Mày hủ gỗ vậy? Hủ gỗ đâu hủ gỗ. Ê mày coi lại coi. Cãi hoài quá. Đó có hình gì đâu? Có gì đâu khùng. Đi qua mắt cái gì á? Ừ. Ủa hồi nãy thấy hình người ta trong này có gà luôn. Lâu nữa rồi. Người ta có gà luôn. Có đồng có. Thiên cơ chậm. Có gì ăn được không? Ủa gỗ gỗ lại đẩy nó làm gì? Tao đâu có ngâm gỗ, tao có nghiện gỗ đâu ngâm gỗ. Vậy không ngâm vô lấy ra đi. Ngâm vô lấy ra. Tụi lên nhà mày. Hỏi người ta. Tụi lên nhà mày mà hỏi người ta. Ngộ ý. Ủa là trời. Không ngâm vô lấy ra. Tự nhiên lao sụm chân đang ngồi sau hè. Thở rồi.
hết hổng mày. Thầy chó ơi vậy. Bị qua mắt á. Bị nắng giờ qua mắt á. Ủa mà đi bớt đi. Ủa cái gì ông vô. Ông giận coi. Nãy giờ tao mới nãy giờ mày mới vô giờ luôn coi gì nữa. Tao thấy đâu. Chị kỹ cẩn. Trời ơi. Không lẽ nào đây là sự thật. Gì trời. Chạy khoái ơi. Chạy khoái ơi. Gì là làm vậy. Mấy gì đâu. Tao thấy cửa gạt cái đầu người ta luôn. Tao có lấy gì đâu. Khùng cái gì quên. Cái đầu người ta chấm á. Có đâu. Hay hoài mày có thấy cái gì đâu mày. Ở đây tám con mắt với ba mắt càm nó bằng hai con mắt mày. Dạ. Mày dám nói coi. Đây nè có đây cái gì. Có cái gì đâu. Tao đứng cái đầu cho con đây. Này. Đó. Vô ngủ chứ có gì đâu. Ủa gì kỹ trời. Ngủ mà. Bệnh cái gì đó. Bệnh cái gì trời. Tao thấy gõ gà luôn. Anh có cái gì ở trong này đâu mà thấy gõ gà hoài. Gõ gà gì mà gõ gà không biết nữa. Chết tao bị gì vậy trời. Hả cái gì chị Quy. Có gì đâu ông mời. Có gì đâu cũng động. Bị qua mắt gì. Không lẽ bị qua mắt gì sao trời. Thôi về mắt mời ơi. Mày nó bị sản hay gì á. Móc cái nước cho rửa mặt cái nhọt. Ở đây nè, cho gửi Đức Thánh nè. Nhìn kìa chứ trời. Ngửa mặt coi. Nè, lấy nước này ngửa nè cho nó. Nước một cầu hả? Nè. Cái này ngửa mặt nè. Bằng khung. Ngửa này là sáng nè. Đúng rồi. Mày vô mày mở lại coi nè. Mấy ông chơi cái gì đừng có làm bộ quá trời. Tao chơi cái gì mà chơi. Tao không thấy cái gì đâu đi. Tao không có giỡn cái kiểu đó đâu đó trời. Ai mà giỡn với mày kiểu gì vậy. Thử coi lần nữa coi. Mày vô mở lại coi. Nó vào luôn luôn. Nó vào luôn luôn nữa kìa. Ông thấy không. Thấy rồi thấy rồi. Thấy rồi. Cái mặt người ta phải không. Tao thấy cái này rồi cái ông ngự á. Ông nổ luôn ngắm cái ông ngự cái ông ngủ đi. Thử là chạy cái gì mà sữa không gì trời. Không gì trời. Kìa nó chảy ke luôn rồi. Trời cái gì. Mày uống gì kỳ không mày ngâm đậu nít cho tao mày. Rồi lại tao nè. Trời ơi. Trời ơi. Mày uống cái gì kỳ cục với mày. 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 Mày làm gì chạy chứ hả. Ôi đâu chạy thế bình thường mà. Trời ơi trời. Ôi. Thì gửi bóng nậu không. Chúng mày mới mua của anh đâu đó về. Được ăn cho mày đó. Uống không. Mua bình Thái Lan hay gì đó. Không biết rồi. Không biết không. Gọi sức luôn rồi. Trời ơi trời. Cái gì? Ôi cái đâu có gì thế ghê vậy? Bỏ gì cho mày? Tao lấy ra cho mày coi. Cái đầu ngừ chứ gì? Đó. Ai? Ôi ai 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 ai. Ôi. Chạy luôn trời. Nhưng mà chạy đi. Cái gì thế ghê chứ trời? Được rồi mày coi coi. Nè tao giỡn cho mày coi. Thôi. Rồi nguyên cái đầu đây xong. Có đầu đâu? Móc cái gì chứ trời? Cái đầu đó chứ gì? Ôi 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 ôi. Ôi. Rồi cái đầu luôn. Cái đầu mà. Ông cố đậu này cái giấy không như trời. Còn gì nữa đâu. Đứt luôn rồi. Lại rồi. Nhìn mặt đó kìa. Mặt xanh đít nháy kìa. Đứt luôn coi nữa. Ừ là trời. Ừ là trời. Chơi tới cỡ đó luôn đó Quy. Ừ lại Quy. Nhanh tự biên tự diễn hay gì á. Chưa đã. Thụ là chỉ làm đứt chưa đã chứ. Như đang để chờ tóc cho nữa sụt. Nhớ là tóc không. Ờ quên nữa. Quên. Chắc xỉu ngang luôn. Xỉu ngang luôn. Xỉu ngang luôn. Ê có đâu hả. Không biết không. Bí gì vậy. Phong. Mấy cha mấy cha đừng đi chơi. Cái này đừng đi chơi bữa. Trời yếu không dí gặp mấy cha. Trong phòng còn con nó canh trong đâu có được. Nói gì vậy. Không có gì chơi. Đây nè mở phòng ra té xỉu luôn nè. Nè không có đó nè. Vô nhiêu được rồi nó chờ. Có đâu không có đâu. Có đâu. Ừ, không biết hàng nhọn đó. Chó tơ tàu. Mệt dữ lắm rồi đó trời. Có giờ mình đi thử có hồi có ai nhảy gì đó mày. Ờ có đó. Nhảy lắm. Anh em tôi đến nè. Thôi rồi. Mẹ đi tôi bảo ơi. Quá mệt cái nhà. Mà mình về mà mày giờ mở cửa ra cho anh thò xuống cho anh á. Ừ. Cái thò xuống. À, đừng có tàu lâu. Thôi xin kết thúc video đây cả nhà mình ơi. Thấy nó cũng tội nghiệp quá mà thấy. Thôi cũng đại lắm anh chị. Tội nha. Nói chung cũng sung sướng chứ đi. Mở cửa đi. Được rồi, cả đây. Thôi em xin dừng clip tại đây cả nhà mình ơi.
Nếu mà thấy màn trên của bọn em hay và hấp dẫn cho em xin lượt like, lượt share và một lượt đăng ký kênh nha mấy anh chị. Và đừng quên bấm vào cái chuông khi mấy em ra video mới nha. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem hết video của tụi em nha. Dạ, cảm ơn cả nhà nha. Bye cả nhà nha.